Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khả năng hầu tòa của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Mobifone mua Avaker. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án phạt đối với các bị cáo trong vụ Mobifone mua lại 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu Avaker. Trong đó, Nguyễn Bắc Son bị đề nghị án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, trước đó tại tòa, ông Nguyễn Bắc Son khai trong vụ này ông thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng lúc bấy giờ là Nguyễn Tấn Dũng qua công văn số 2678 ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng. Nhân vật này từng được lãnh đạo Đảng đề cập đến là đồng chí X. Công luận và giới quan sát lâu nay quan tâm liệu trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, nhân vật X này có thể bị phán xét hay không? Có hay không khả năng Nguyễn Tấn Dũng phải hầu tòa? Một chi tiết thu hút sự chú ý trong dư luận trong phiên sơ thẩm vụ án này chính là lời khai của bị cáo, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son vào chiều ngày 18 tháng 12 rằng đã thực hiện phi vụ này theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, lúc bây giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng. Theo học giả Đỗ Thông Minh, cụm từ làm theo tinh thần chỉ đạo mà ông Nguyễn Bắc Son đã khai trong phiên xử là rất mơ hồ. Đây là một tình tiết rất mới. Trước đây, ví dụ như bị Cù Huy Hà Vũ tố hoặc Nguyễn Tấn Dũng bị người này, người kia tố. Thế nhưng lần này nó dính trực tiếp đến một siêu vụ án mà một trong những thủ phạm chính là có thể sẽ bị tử hình. Ông ấy làm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng lúc bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng. Chữ tinh thần chỉ đạo như thế nào thì mình không rõ, nó là một công văn rõ ràng hay chỉ là cảm thấy như thế. Dù vậy, học giả cũng không loại trừ khả năng cựu Thủ tướng Việt Nam có thể phải ra tòa. Tình trạng này là 50-50, nhưng mà tôi thấy khi đã đưa ra hai ông bộ trưởng của thời Nguyễn Tấn Dũng cộng với chuyện đưa Hoàng Trung Hải, bí thư Hà Nội ra nữa thì có thể là đã sờ tới gáy của Nguyễn Tấn Dũng rồi. Thành ra có lẽ cũng không xa lắm, có thể Nguyễn Tấn Dũng sắp bị nhập kho. Nguyễn Tấn Dũng bị gạt ra với một hình thức là cho hạ cánh an toàn nhưng mà phải im miệng. Còn nếu trong trường hợp mà Nguyễn Tấn Dũng phản ứng lại thì có thể sẽ bị khui ra, khép thêm vào các tội khác là chống lại đảng. Theo blogger Nguyễn Lân Thắng, chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng có phải hầu tòa hay không đã được đồn đoán trong dư luận từ cách đây khá lâu rồi. Có rất nhiều nhà báo cũng như những nhà phân tích bình luận chính trị xã hội đề cập đến vai trò của cựu thủ tướng trong cương vị là người đứng đầu chính phủ trong giai đoạn đó. Nhưng theo ông, chuyện này là khó có thể xảy ra vì tôi nghĩ điều này cũng rất khó bởi vì thực ra ông Dũng cũng đã về hưu rồi. Hơn nữa, ông ấy vẫn còn nắm trong tay một số những bằng chứng cũng như những việc rất động trời, cho nên những phe khác mà muốn tấn công ông Dũng thì cũng phải dè chừng. Bởi vì một khi ông ấy bị dồn đến đường cùng rồi thì rất có thể sẽ có những chuyện động trời khác tung ra và chỉ sẽ gây bất lợi cho những phe tấn công ông Dũng mà thôi. Luật pháp ở Việt Nam không nghiêm minh và nhiều khi có các ý kiến chỉ đạo của những người đứng đầu chính phủ, đứng đầu nhà nước được thực thi nhưng lại không có những văn bản giấy tờ chứng minh cho chuyện đó nên cũng rất có thể khó có xét đến trách nhiệm của những người này. Đồng quan điểm rằng sẽ không có chuyện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị khởi tố, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, nhà quan sát chính trị, nhận định rằng hiện giờ ông Nguyễn Phú Trọng chỉ muốn hạ uy tín của Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Ông Trọng làm để nhục mạ và trả thù ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng truyền thống của Đảng Cộng sản là họ không đem những ông tứ trụ ra để xử, để bắt nhốt. Và để những đàn em của Nguyễn Tấn Dũng còn lại trong hệ thống đang lăm le trong đại hội 13 sắp tới, họ sẽ không truy tố Nguyễn Tấn Dũng về trách nhiệm hình sự, không bắt Nguyễn Tấn Dũng phải ra tòa hay ngồi tù bởi vì họ muốn bảo vệ hệ thống Đảng Cộng sản của họ. Nếu họ thực sự làm chuyện đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam rất có thể sẽ bị tan vỡ. Bất đồng về các mức án đề nghị, những mức án cho các bị cáo còn lại trong cùng vụ án gồm có Trương Minh Tuấn từ 14 đến 16 năm tù, Lê Nam Trà từ 23 đến 25 năm tù, Cao Duy Hải từ 14 đến 16 năm tù. Bốn người này cùng bị buộc tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ. Riêng ông Phạm Nhật Vũ bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù vì tội đưa hối lộ. Học giả nhà nghiên cứu Đỗ Thông Minh từ Nhật nhận định với phóng viên rằng đây là bản án xứng đáng dành cho
các bị cáo trong vụ đại án này. Nếu nhìn một cách tổng quát thì bản án khá tương xứng với tội của họ làm. Chúng ta cũng thấy đó là những chuyện động trời, tôi gọi đó là siêu án của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Các quan chức cấu kết với nhau lấy tiền nhà nước để mua những cơ sở không đáng ra gì hết rồi lấy tiền và chia nhau. Trong khi đó, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội cho biết ông không có niềm tin vào công lý về hệ thống tòa án ở Việt Nam, mà mức án dành cho các bị cáo là không tương xứng. Bởi vì, theo đánh giá của ông Thắng, Phạm Nhật Vũ là người chủ mưu móc nối đưa hối lộ nhưng chỉ chịu hình phạt từ 3 đến 4 năm tù giam là phi lý. Hơn nữa, trong quá trình xét xử đề nghị các thủ tục đặc biệt về mặt pháp lý đối với ông Phạm Nhật Vũ như vậy thì nó không công bằng giữa các công dân với nhau. Đó là điểm mà tôi cho rằng toàn bộ phiên tòa này chỉ là một trò hề. Chẳng qua chúng ta chỉ đang nhìn thấy một sự tấn công giữa các phe phái với nhau, chứ không phải là một quá trình thực thi công lý trên đất nước Việt Nam. Tiến sĩ Lê Minh Khôi cho rằng những bản án này là một phần trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mà các bị cáo trong vụ án này như là những con dê tế thần. Dù vậy, theo ông Lê Minh Nguyên thì dù có các mức án nặng cũng không giải quyết được vấn đề và những nạn tham nhũng hiện nay. Trong chế độ Cộng sản Việt Nam, họ nhận thấy rằng vấn đề tham nhũng có thể làm sụp đổ chế độ. Thành ra ông Nguyễn Phú Trọng muốn đốt lò trị tham nhũng để cho dân chúng thấy rằng chế độ làm việc một cách nghiêm chỉnh, minh bạch. Đảng có nhu cầu là phải có những con dê tế thần để cương quyết trị tham nhũng, thành ra đề nghị Nguyễn Bắc Son tử hình. Nhưng mà theo cái nhìn của tôi thì Nguyễn Bắc Son chưa chắc bị án tử hình, dù có bị án tử hình đi chăng nữa cũng được Chủ tịch nước ân xá, vì nghề của họ là giơ cao đánh khẽ. Chính căn bản hệ thống độc tài Cộng sản cần phải thay đổi, nếu không thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề tham nhũng trong hệ thống chính quyền. Bộ Công an đã khởi tố vụ án về thương vụ Mobile Phone mua lại 95% cổ phần của công ty AVG vào tháng 7 năm 2018. Ông cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị cáo buộc là chủ mưu khi đã bút phê chỉ đạo bán AVG cho Mobile Phone với giá 8.900 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản của AVG chỉ có tổng giá trị là 1.970 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thương vụ, ông Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu đô la Mỹ, còn Trương Minh Tuấn nhận 200.000 đô la Mỹ tiền cảm ơn từ Phạm Nhật Vũ. Theo thông tin từ báo chí nhà nước, phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra liên tục từ ngày 17 tháng 12 năm 2019 đến hết tháng 12 năm nay. Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam Nguyễn Bắc Son bị bên công tố Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình. Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị 14 đến 16 năm tù. Cựu Chủ tịch Mobile Phone Lê Nam Trà từ 23 đến 25 năm tù. Riêng ông Phạm Nhật Vũ bị đề nghị mức 3 đến 4 năm tù vì tội đưa hối lộ. Trong phiên tòa xử vụ Mobile Phone mua AVG diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội. Đây là ngày thứ tư xét xử vụ án này kể từ hôm 16 tháng 12. Lý do tuyên án tử hình theo phía công tố, bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò quyết định đứng đầu trong việc thực hiện dự án Mobile Phone mua 95% cổ phần AVG vì mục đích tư lợi, đã nhận hối lộ 3 triệu từ Phạm Nhật Vũ nên đề nghị mức án tử hình. Tường thuật từ phiên tòa, báo Tuổi Trẻ cho hay, trước khi bước vào tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm luận tội. Viện Kiểm sát cho rằng kết quả điều tra thẩm vấn công khai tại tòa xác định hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng. Theo phía công tố, năm 2015, Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước, mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Bản cáo trạng nói trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang ở mỗi vị trí vai trò khác nhau tại Mobile Phone. Bộ Thông tin và Truyền thông và công ty thẩm định giá EMEX đã có những hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG, thẩm định giá. Sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG trong việc lập
trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại lên 6.500 tỷ đồng, tương đương với 258,7 triệu đô la Mỹ. Hai bị cáo có chức vụ cao nhất trong vụ án này là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cả hai đều từng là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Nguyễn Bắc Son ăn hối lộ từ Phạm Nhật Vũ, chủ tịch ABG và là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, 3 triệu đô la, ăn hối lộ từ Lê Nam Trà, chủ tịch Mobile Phone, 700.000, còn Trương Minh Tuấn ăn hối lộ từ Phạm Nhật Vũ, 200.000 đô la. Hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019, khi ra tòa, Nguyễn Bắc Son phản cung, phủ nhận hoàn toàn những gì ông đã khai với điều tra viên khi bị giam giữ. Lời phủ nhận của ông hoàn toàn ngược với những lời khai của những thuộc cấp của ông cũng như Phạm Nhật Vũ trong phiên xử ngày hôm trước, tức không ăn hối lộ 3 triệu đô la của Phạm Nhật Vũ. Tuy nhiên, đến buổi chiều ngày 17 tháng 12, Nguyễn Bắc Son lại xin khai lại và thừa nhận đã ăn hối lộ 3 triệu đô la. Số tiền này Nguyễn Bắc Son ban đầu khai đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền ở Sài Gòn nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó lại khai tiêu xài cá nhân và xin nộp lại để khắc phục hậu quả nhằm được giảm án và nhẹ tội. Khai trước tòa chiều ngày 18 tháng 12, Nguyễn Bắc Son nói rằng thương vụ Mobile Phone mua AVG là làm theo chỉ đạo của Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng. Hôm 19 tháng 12, tòa cho Nguyễn Bắc Son được gặp gia đình để bàn thảo cách khắc phục hậu quả. Tại phiên tòa sáng ngày 20 tháng 12, Nguyễn Bắc Son bị công tố tội có hành vi quyết liệt, có mục đích tư lợi chỉ đạo cấp dưới thực hiện dự án. Bị cáo Son giữ vai trò đứng đầu chỉ đạo mang tính quyết liệt buộc cấp dưới phải thực hiện. Bị cáo được hưởng cao nhất với số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, chịu trách nhiệm cao nhất đứng đầu trong các bị cáo và có những hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng lớn, đặc biệt lớn. Vẫn theo phía công tố, khi bị điều tra, ông Nguyễn Bắc Son khai nhận hành vi phạm tội nhưng tại tòa bị cáo lúc thừa nhận nhưng lúc phủ nhận một phần. Điều này cho thấy bị cáo chưa thực sự ăn năn, chưa nhận thức được hành vi phạm tội nên chưa đủ được hưởng mức khoan hồng của pháp luật, cần xử phạt nghiêm khắc. Theo báo Tuổi Trẻ, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Bắc Son từ 16 đến 18 năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng trong mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt bị cáo Son bị đề nghị là mức tử hình. Báo Thanh Niên tường thuật đối với bị cáo Trương Minh Tuấn với trách nhiệm là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son ký nhiều văn bản để triển khai dự án trong hoàn cảnh bị thụ động bắt buộc. Bị cáo Tuấn đã nhận từ bị cáo Phạm Nhật Vũ 200.000 đô la Mỹ, số tiền ít nhất trong các bị cáo nhận hối lộ, nhưng đã tự thú thành khẩn khai báo tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền. Phía công tố đã đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù. Bị cáo Lê Nam Trà, cựu chủ tịch công ty Mobile Phone, người ký hợp đồng chuyển nhượng với AVG và chỉ đạo cấp dưới thu xếp tiền để trả, được nhận của Phạm Nhật Vũ 2,5 triệu đô la. Bị cáo nhận số tiền đặc biệt lớn lẽ ra phải khung cao nhất nhưng đã viết đơn tự thú và nộp hết số tiền. Tổng hợp hình phạt công tố đề nghị tuyên phạt 23 đến 25 năm tù giam. Đối với cựu tổng giám đốc công ty Mobile Phone Cao Duy Hải, công tố đề nghị mức án 15 đến 16 năm tù do bị cáo đã chủ động tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo. Riêng bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch AVG đã chủ động tích cực khắc phục toàn bộ số tiền gây thiệt hại cho công ty Mobile Phone và các chi phí phát sinh, chủ động thú nhận hối lộ, thực sự ăn năn hối lỗi về hành vi vi phạm tội, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Công tố đề nghị mức án từ 3 đến 5 năm tù. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.